Rồi, mến chào anh em ha. Bữa nay mình giới thiệu với anh em một cái con dao như trước giờ mình đang sử dụng đó. Bây giờ mình có chia sẻ với anh em á. Con dao này là mình ăn một lần là mười mấy ly anh em. Ăn lần mười mấy ly. Này, trong quá trình mình xài nè anh em, là nó bị cháy đầu này kia nọ nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gia công thử cho anh em xem ha. Mà nó bị cháy đầu nè, anh em thấy nè, nó gia công nè, nó bựa nè, nó nhầy xì, nó không ngon á anh em ha. Rồi mà nó phá nó cũng không được nhiều nữa anh em ha. Đây anh em thấy mấy cái lần nè, nó lầy nhầy đó, là dao mình nó đã bị cháy rồi anh em ha. Bị cháy rồi, đây nó cháy như thế này thì anh em đừng có vội bỏ nha, đừng có vội bỏ. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mài con dao này cho anh em xem ha. Đây mình sẽ đánh dấu trên đây luôn nha, đánh dấu ngay cái mũi mà mình mài luôn đi, để mất công rồi chút xíu nữa anh em sẽ nói mình lấy một con dao khác ha, để mình thế vô. Đây, con dao này nó bị cháy rồi nha anh em, cháy rồi nè, nè mình cầm nè, trực tiếp vậy nè cho anh em xem luôn ha. Đây mình bật máy lên mình mài nha. Bắt vô mình gia công thử cho anh em xem ha. Đây mình làm cái clip này clip thực tế nha anh em, để cho anh em xem mà. Rồi anh em sẽ, nếu mà ok, anh em thấy mà ok á thì anh em sẽ làm theo. Đây có những con dao này nè anh em thấy nè, mình cũng đã mài rồi anh em, anh em thấy lần này ha, cũng đã mài rồi. Cái này mình mài tay thôi nha, sắp tới mình sẽ sửa cái máy mài dao lại là mình mài luôn. Rồi mình để mình xem coi ăn mình móc nha anh em, cái này là móc nha, móc đây móc để mình xem coi mình móc được bao nhiêu ly ha. Rồi anh em nhìn đi dung xích đi dưới này ha, mỗi một số đây là một ly anh em, một ly nè, hai ly nè, ba ly nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, mình sẽ chăng 10 ly anh em. Thử ăn nổi 10 ly không nha anh em, với con dao mà mình mới mài lại thử ăn nổi 10 ly không ha. Mà những anh em nào mà đang sử dụng dao bên mình á, thì coi đối với cái mặt dao này á thì anh em cứ mài lại nha anh em, bật nước lên anh em cứ mài lại, chứ mình bỏ thì cũng quý nha anh em ha. Thứ điện tử rồi
cho anh em xem ha. Xem nó nằm ở đâu rồi. Rồi cho nó thấy số nó sẽ dễ hơn. Rồi đây mình đo cho anh em xem nha. Đây chiều dày của một cái phôi ăn nè, anh em thấy nè. À, chiều dày của cái phôi mà nó ăn ra là 4 ly 97 nè nha anh em. Là ra 5 ly. Là mỗi một bên 5 ly, là hai bên là ra là 10 ly nha anh em. Cái này là thực tế. Với lại anh em thấy mà cái chiều dày của cái phôi là cái chiều này. Cái chiều bề bản của cái bay giớ là anh em thấy ha, bay giớ rất là bóng, đẹp mịn. Đối với cái chip này nha anh em, nó có chip này nè anh em, là mình mài lại thoải mái nha. Ở đây mình vẫn có mài, cái này là mình mài tay không mà nó ăn được cái gì nè. Đây anh em thấy nè, nó rất là mịn nha. Anh em bán chip là sẽ khóc thét mà khi thấy cái clip này nha anh em. Rồi anh em có cần chip dạng này đó, là vui lòng liên hệ mình ha. Mình cũng phía trước đó mình cũng có test rồi, một cái chip mà nguyên bản khi mà mình giao về cho anh em á là anh em cho ăn một lần là 14 15 16 ly bình thường nha anh em. Còn khi mà chi mài nè, mài lại mình cho ăn 10 ly nhẹ nhàng, có thể ăn hơn nha anh em, tại cái này đúng cái dung xích mình đang xài rồi, đúng cái số mình đang xài rồi, cho nên mình không có dứt lên được nữa nha anh em. Rồi cảm ơn anh em quan tâm. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Anh em có cần mà chip này thì vui lòng inbox cho mình hoặc là liên hệ với mình qua số điện thoại 0925 557 667. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.